Dương chào tất cả anh chị em Facebook. Hôm nay thứ bảy. Bên đây bây giờ cũng là 11 giờ rưỡi giờ của Na Uy. 11 giờ rưỡi thì chắc cũng có lẽ là 5 giờ rưỡi chiều ở bên Việt Nam rồi. Trong khi chờ đợi mọi người cùng vào để nghe Dương thông báo một số thông tin thì Dương sẽ mở một bài nhạc. Bài nhạc này có tên là Chiều Tây Đô. Do ca sĩ Hoàng Thục Linh trình bày. Dạ, chào anh Ngô Xuân Trung. Hai anh Trương Quốc Huy. Yêu thương.
chào anh chị, cô chú và các bạn cùng các em đang nghe Dương nói chuyện ở trên đây. Hôm nay là thứ bảy, cho nên là có nhiều người ở Việt Nam sẽ rất là bận rộn để tiệc tùng, có những cái cuộc họp mặt vui chơi cùng với bạn bè. Thì không sao, cứ đi công việc đi, cứ đi đám cưới đi rồi về xem lại cũng không sao. Đây là những cái thông cáo quan trọng. Đây là cái thông cáo mà có lẽ là chị Lisa Phạm chị đã đọc, và một cái người ở trong nước Việt Nam gửi ra và nhờ Dương đọc cái thông cáo này ra cho tất cả mọi người ở Việt Nam, những người mà đang theo dõi Facebook của Dương xem, để chúng ta chuẩn bị một cái tinh thần cho một cái cuộc mà toàn quốc nổi dậy để đòi quyền dân chủ, quyền con người ở Việt Nam. Bắt đầu Dương xin đọc cái bài này. Thông cáo số 1: Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, hậu duệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thề một lòng cùng với toàn dân Việt, quyết tâm tranh đấu đến thành công. Kính thưa toàn thể đồng bào cùng chung dòng giống tiên rồng, dân tình bị áp bức, công lý bị chà đạp, quyền sống bị tước đoạt, đất nước bị Cộng sản Trung Quốc xâm chiếm. Đó là thực trạng đang xảy ra hàng ngày trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Kính thưa đồng bào trong nước và hải ngoại, là người Việt đứng trước thảm họa diệt vong của dân tộc mình, không ai là không đau xót và tủi nhục. Vì thế, hôm nay chúng tôi là Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, phái, tổ chức, tôn giáo cùng nhau nhất tề đứng lên để cứu nguy cho đất nước. 1. Đòi quyền được sống đã được quy định trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. 2. Tự do ngôn luận. 3. Tự do lập hội. 4. Tự do bầu cử và ứng cử. 5. Đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy chấm dứt ngay tức khắc mọi hành động lộng quyền, hành hung, khủng bố người dân. Kính mong toàn thể đồng bào hãy đoàn kết lại thành một khối thống nhất để cùng nhau đấu tranh vì một nước Việt Nam dân chủ và nhân quyền. Trân trọng kính chào đồng bào Việt Nam Sài Gòn ngày 8 tháng 1 2017, Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, Tổng Thư ký ông Nguyễn Hữu Duyên. Đây là một cái thông cáo Dương được một cái người nào đó ở trong nước gửi ra. Và sắp tới đây trong nước sẽ có một cái cuộc nổi dậy, và Dương hy vọng rằng ở đó những cái người trẻ, những người ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội tiếp cận thông tin và chúng ta đã biết được cái tình hình xã hội Việt Nam hiện tại, chúng ta sẽ cùng bắt tay lại, chúng ta cùng xuống đường để chúng ta đòi lại cái quyền mà chúng ta đã bị mất hàng mấy mươi năm nay. Tiếp theo thì Dương sẽ đọc một cái bài âm mưu thâm độc của Tàu Cộng và bọn Việt Cộng. Vì sao Dương đọc những cái thông tin này thay vì Dương ngồi Dương dẫn chứng những cái tình hình xã hội hiện tại? Thì gần như ai ở trong nước cũng biết hết rồi. Bây giờ Dương cung cấp thêm những cái thông tin, những cái bằng chứng rằng là việc Cộng sản ngày hôm nay đã dâng nước Việt Nam cho Tàu Cộng, để Dương cung cấp thêm để cho anh chị và các bạn ở trong nước có thêm cái cơ sở để tin. Những cái nguồn tài liệu này ở trong nước sẽ không ai biết được, tại vì ở trong nước bị chặn hết, không có biết đâu. Ở bên ngoài thì chúng tôi được tự do báo chí, tự do internet, cho nên là chúng tôi biết, chúng tôi tìm và chúng tôi cung cấp vào bên trong. Việt Nam sống còn, việc sống còn của Việt Nam sau năm 2020. WikiLeaks công bố một tài liệu tuyệt mật về việc sống còn của Việt Nam động trời. Đợi Dương một chút xíu. Sau vụ Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Cộng, theo lời ông Hoàng Minh Chính cho biết thì không ai biết được ai trong Bộ Chính trị đã ký tên trong vụ bán nước này. Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã giấu nhẹm chuyện này và bí mật đã được bật mí. Sau đây là những diễn biến về cuộc bán nước như sau. 1. Lê Khả Phiêu bị Trung Quốc gài mỹ nhân kế lấy cô Trương Mỹ Vân. Lúc Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc năm 1988 và sanh được một bé gái, Lê Khả Phiêu không đem con về vì sợ tai tiếng đưa đến nhiều lần. Trung Cộng gửi văn thư đòi lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999. Đồng thời đòi đưa ra ánh sáng vụ này nếu Lê Khả Phiêu không hợp tác.
và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến điển ngày 30 tháng 12 năm 1999. 2. Ngày 31 tháng 12 năm 1999, phái đoàn Trung Quốc cầm đầu do ông Tan Si Xuan và tình báo Trung Quốc sang Việt Nam. Họ gặp kín ông Lê Khả Phiêu bàn thêm về vấn đề hiến đất. Những thông tin ngày hôm nay Dương đọc, nếu như cô chú, anh chị và các bạn nếu cảm thấy những thông tin này không chính xác thì có thể phản hồi comment, và những cô chú nào thấy thông tin này là chính xác cũng comment. Tại vì cô chú các bác không làm livestream được, không ngồi trước màn hình để nói giống như con được, giống như thì Dương được, thì có thể qua những cái comment đó, nhiều người sẽ xem những cái comment đó, nó rất là quan trọng. Và những cái người dư luận viên thì tại vì nhiều quá đi cho nên là Dương không có chặn được. Các bạn hãy lắng nghe những cái lời cô chú comment, anh chị ở bên ngoài người ta comment thì hãy nghe. Còn dư luận viên thì nó nhiều quá, có thể là khó thời gian thì Dương sẽ lóc bớt, nhưng mà nhiều quá Dương không lóc nổi, thông cảm. Và đừng có bị ảnh hưởng bởi những dư luận viên đó. 3. Ngày 25 tháng 2 năm 2000, Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Duy Niên sang Trung Quốc. Ông Nguyễn Duy Niên cho biết Lê Khả Phiêu đã đồng ý việc hiến thêm đất. Trung Quốc nghe tin rất hoan hỷ, mở tiệc chiêu đãi Nguyễn Duy Niên một cách nồng nhiệt với nhiều cung tần mỹ nữ ở nhà khách Diao Yu, ăn nhậu cùng ngoại trưởng Tan Si Xuan. Trời ơi, cái tên nó nghe thấy ghét, đọc là thấy ghét rồi. 4. Bộ trưởng Trung Quốc Tan Si Xuan gửi thư kín nhắn tin muốn gặp Bộ trưởng Cộng sản Việt Nam tại Thái Lan khi ông viếng thăm nước này. Ngày 26 tháng 7 năm 2000, ông Nguyễn Duy Niên đáp chuyến Airbus bay từ phi trường Nội Bài vào lúc 6 giờ 47 sáng sang Thái Lan gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại khách sạn Shangri-La Hotel Bangkok, phía sau phòng Ballroom 2. Cuộc gặp rất ngắn ngủi, Tan giao cho Niên một trong hồ sơ đòi Cộng sản Việt Nam hiến thêm đất, biển. Trong hồ sơ ghi rõ, Trung Quốc đòi luôn 50/50% lãnh hải vùng vịnh Bắc Việt, đòi Việt Nam cắt 24.000 km vùng biển cho Trung Quốc. Ngày 28 tháng 7, Bộ Chính trị nhóm chấp bưu họp kín. Sau 2 tháng họp kín và bàn bạc, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam cử Phan Văn Khải qua gặp mặt Lý Bằng. Phan Văn Khải bay chuyến máy bay sớm nhất rời Việt Nam ngày 26 tháng 9 năm 2000 qua Bắc Kinh và được xe limo chở từ phi trường Bắc Kinh về quảng trường Nhân dân vào trưa hôm đó. Nhìn thấy mặt Khải tỏ vẻ không hài lòng và hoang mang về vụ hiến đất. Điều này chứng tỏ Khải không rõ chuyện này. Lý Bằng cho Khải biết là hai tay Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân đã gặp nhau hai lần cho vụ hiến đất rồi. Lý Bằng ôm chặt Phạm Văn Khải và khen Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc rất tốt. Và cho ông cho biết là đã có Nông Đức Mạnh, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đi đêm sang Trung Quốc vào tháng 4 năm 2000 và Lý Bằng đã gặp lại Nông Đức Mạnh vào tháng 8 năm 2000 ở New York, Hoa Kỳ. Lý Bằng cho biết Nông Đức Mạnh phải được cử làm bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Lê Khả Phiêu xuống. Nếu không thì sẽ bị Trung Quốc đòi nợ cũ. Khải trước khi về vẫn khước từ vụ hiến vùng biển Việt Nam và nói với Lý Bằng là sẽ xem lại sự việc. Lý Bằng nhăn mặt bắt Khải ngồi chờ. Vào gọi điện thoại, nói gì trong đó và trở lại nói Chủ tịch Giang Trạch Dân muốn gặp Khải tại Song Nai 2 và sau đó Khải đưa đi gặp Giang Trạch Dân và cho ông Su Rong Di hù dọa. Khải nói Trung Quốc đã nắm trong tay Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh. Nếu không nghe lời Trung Quốc, Khải sẽ bị tẩy chay và coi chừng bị chích thuốc. Nó, cái thời điểm đó rất là lâu rồi mà nó đã dùng cái chiêu này. Thì đừng nói là sau này ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc. Khải cúi đầu và run sợ. Ai không run sợ, đứng trong trường hợp này là sợ chết dữ lắm. Sau đó đòi về. Trước khi Khải về, một lần nữa, Giang Trạch Dân nhắn Khải gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh, chứ không nhắc tới tên người khác trong Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Khải không được khoản đãi như một vị quốc khách vì tính tình bướng bỉnh, vì không nghe lời đàn anh. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2000,
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Công Phụng được Trần Đức Lương phái âm thầm đến Trung Quốc gặp ông tình báo của Trung Quốc là ông Hoàng Di. Ông này là cánh tay phải của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Ông ta nói tiếng Việt rất rành. Hai bên đã gặp nhau ở một điểm X gần biên giới Việt, tỉnh Móng Cái, Việt Nam. Theo bản báo cáo cho Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, ông Lê Công Phụng cho biết lúc đầu ông Hoàng Di vẫn khăng khăng đòi chia 50/50 với Việt Nam về vùng biển Vịnh Bắc Việt, Baibu Bay, đòi lấy luôn đảo Bạch Long Vĩ. Sau đó, ông Phụng được Bộ Chính trị dặn trước là xin lại 6% của vùng biển gần khu vực Bạch Long Vĩ, vì đã được lâu đời là của Việt Nam. Kết quả cuộc đi đêm, Việt Nam còn lại 56% Vịnh Bắc Việt và mất đi 16.000 km vùng vịnh cho Trung Quốc. Dạ, Dương nhắc lại lần nữa là những cô chú đã từng có những cái thông tin và đã từng sống trong thời này nắm được những thông tin như thế này. Nếu như Dương đọc những thông tin nó chưa có chính xác thì có thể có những cái sự chỉnh sửa. Dạ, tuổi trẻ cần có những cái kiến thức để họ có thể biết rằng là cái thời xưa ai đã bắt tay với Tàu Cộng và những cái người nào đã gián tiếp bán nước Việt Nam, nó rất là quan trọng. Dương rất là dân chủ, còn những người mà dư luận viên mà vô trong đây chửi thề á, Dương không có rảnh để mà trả lời lại đâu ha. Ngày 25 tháng 12 năm 2000, ông Trần Đức Lương rời Hà Nội qua Bắc Kinh gặp Giang Trạch Dân và được đưa về thành Bắc của Quảng trường Nhân dân. Theo tài liệu lấy được của tình báo Trung Quốc, Trần Đức Lương và Lê Khả Phiêu chính thức quyết định thông qua bản hiệp ước hiến đất bất chấp lời phản đối của Khải và nhiều người trong Quốc hội. Phe thân Nga và phe miền Nam đã không đủ sức đấu với Lê Khả Phiêu và Trần Đức Lương. Bản hiến chương hiến đất cho Trung Quốc được chính Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc trả cho số tiền 2 tỷ đô la được chuyển cho Việt Nam qua hình thức đầu tư. 2 tỷ đô la. Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ thị cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm gì trong kỳ đại hội đảng thứ 9 vào tháng 3 năm 2001 sắp tới. Trần Đức Lương được khoản đãi ở thành Bắc. 8. Ngày 26 tháng 12 năm 2000, vào lúc 2 giờ trưa, Lý Bằng được cận vệ đưa tới gặp Trần Đức Lương ở Quảng trường Nhân dân. Lý Bằng cho Lương biết số tiền 2 tỷ đô la để mua 16.000 km vùng vịnh Baibu của Việt Nam là hợp lý. Cái vịnh này Dương nghe rất là lạ, thật sự rất là lạ luôn. Trần Đức Lương cảm ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc về số tiền này. Số tiền 2 tỷ đồng này được Lương đem về để làm bớt sự phẫn nộ của Khải, Kiệt và những nhân vật khác trong Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Ông Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung Quốc đã bán vũ khí và hỗ trợ cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời chiến tranh và số nợ trên Trung Quốc dùng để trao đổi, mua lại vùng đất Bắc Sapa của Việt Nam, ải Nam Quan, bản dốc Cao Bằng. Có nghĩa là nếu mà theo thông tin trong đây á, có nghĩa là Cộng sản Bắc Việt đã bán đất để mà lấy cái số tiền để mua vũ khí để đánh miền Nam. Nó anh chị và các bạn trẻ nghe để thấy được cái sự điên rồ đó không? Quá điên rồ luôn á. Thêm một lần nữa, Lý Bằng chỉ gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Sau đó, Lương được mời lên Salimo và đưa về Zhongnan 2 để gặp Du Zhongji. Du Zhongji không nói gì khác hơn là nhắc lại số tiền 2 tỷ đồng. 2 tỷ đô la sẽ được giao cho Việt Nam sau khi Lương trở về nước. Trung Quốc này là nó dùng tiền, nó biết Cộng sản Việt Nam tham tiền cho nên cái gì nó cũng dùng tiền. Mà hãy dùng tiền rồi là cái Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nó im. Ngày 26 tháng 2 năm 2001, Nguyễn Mạnh Cầm bay sang Trung Quốc để gặp ông Quan Quy Chen tại đảo Hải Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cảm ơn Trung Quốc đã mua vùng vịnh Bắc Việt của Việt Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cảm ơn Trung Quốc đã mua vùng vịnh Bắc Việt của Việt Nam với giá 2 tỷ đô la. Không thể nói cái gì hơn nữa là bán đất của mình mà còn cảm ơn nữa. Mà đất đâu phải của ổng đâu.
Đó, thì cái bài đọc nó còn dài lắm, nó còn nhiều lắm. Nhưng mà ngày hôm nay Dương đọc tới nhiêu đó thôi. Thì chúng ta cũng có thể là những người lớn tuổi. Ngày hôm qua có một cái cô ở bên Canada gọi cho Dương, thì cô kể rất là nhiều. Và Dương cũng đã mời cô là nếu có thời gian rảnh thì Dương sẽ, trong khi mà Dương phát livestream này nè, thì Dương sẽ gọi cho cổ và cổ sẽ nói rõ hơn vì sao mà miền Nam Việt Nam lại rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Cổ nói rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay Dương đã hiểu rồi. Dương không, cái vấn đề ngày hôm nay rất là nhiều người gọi điện thoại nhắn tin cho Dương, Dương cảm ơn. Nhưng mà ngày hôm nay Dương đã hiểu cho nên Dương mới lên tiếng, Dương mới ngồi đêm nay Dương lên tiếng nè. Thì khi mà Dương yêu cầu là Dương sẽ gọi, Dương sẽ liên hệ để mà xuất hiện, để mà nói. Bây giờ Dương ngồi Dương nói thì nó quá bình thường, và nhiều người bạn trẻ sẽ không tin Dương nói tại vì Dương còn trẻ, Dương mới ra nữa. Thì nhiều khi họ cũng sẽ nghi ngờ, và những cô chú anh chị và các bạn, những cái người đã sống trong cái thời đó là nạn nhân đó, thì khi cái lời nói của cô chú sẽ có một cái giá trị nó cao hơn. Thì cô lại nói cái lý do của cổ là ngày hôm nay cổ phải chuẩn bị cái này, cổ chuẩn bị cái kia, cho nên là ngày hôm nay cô Dương không có gọi được để cho các bạn và quý anh chị có thể nghe được cổ chia sẻ. Thì khi mà Dương nghe chia sẻ như vậy, Dương cảm thấy Dương hết hồn luôn. Rồi cổ có kể là tại sao mà Cộng sản có thể thắng được vào miền Nam, cướp được chính quyền á, là nó dùng cái chiêu là, quý vị và các bạn có nghe dùng cái chiêu là vắt chanh bỏ vỏ đó. Thì ngày xưa có những cái người mà làm chủ doanh nghiệp, gọi là chủ doanh nghiệp bây giờ đó, thì bây giờ họ sẽ là người quyết định bán cái này bán cái kia cho khách hàng, và có những cái người nhân viên làm việc. Thì một cái doanh nghiệp như vậy thì có rất là nhiều nhân viên. Cộng sản nó vô nó chơi cái chiêu như vậy nè, là khi mà ai tới mua hàng đó, ai mà tới mua hàng hóa đó, thì phải được những cái người nhân viên đó ký tên, mới hàng nó mới được bán, mấy người kia mới được mua. Thì vô tình đảo lộn cái tình hình, có nghĩa là cái người chủ xuống thành cái người ở phía cấp dưới, và cái người mà đi làm công làm thuê cho người ta thì vô tình trở lên trên. Và cái nó dùng cái chiêu đó đó, cho nên là những cái người mà tự nhiên trước giờ đi làm công cho người ta, tự nhiên giờ đứng lên làm chủ xuống cái mồ luôn, tự rồi thì bắt đầu nghe lời, nghe lời rồi bắt đầu là sau khi mà hết giá trị lợi dụng thì cộng sản vứt mấy người này qua một bên, nó thay vào đó là những cái người của nó. Câu chuyện nó dài lắm, cô kể rất là nhiều, nhưng mà ước gì những cái người như vậy sẽ nói chuyện trực tiếp với Dương khi Dương phát livestream, thì nó sẽ có một cái giá trị vô cùng. Nó chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải biết tận dụng truyền thông, chứ không phải là ngày hôm nay truyền thông cho Dương, nói cho Dương biết, nhưng mà Dương không có khả năng truyền tải lại những cái điều mà cô chú nắm. Cô chú có khả năng truyền tải diễn đạt hết cái ý của mình, Dương thì Dương diễn diễn đạt lại dùm thôi, Dương không thể nói hết ý của mình. Dương hôm nay ví dụ như nói kêu Dương phân tích về cái chuyện ở tình hình Việt Nam nó tệ làm sao, ra đường sao thì Dương có thể nói được, đi đi tới các cơ quan nó làm tiền sao Dương nói được, vô các cái bệnh viện chờ đợi làm sao Dương nói được, là bởi vì Dương là người đã trực tiếp sống trong cái môi trường như vậy Dương nói được. Còn ngày hôm nay Dương không sống trong cái môi trường kia, Dương tìm hiểu qua tư liệu, Dương tìm trên YouTube, Dương Dương tìm trên Google, Dương hỏi những cái người xung quanh, Dương hỏi thôi. Dương không phải là một cái người sống trong cái thời đó, cho nên Dương không thể nào bộc bạch hết. Chứ mà nói nếu mà Dương là một cái nạn nhân trong cái vụ thuyền nhân vượt biển, nếu mà Dương là một trong người đó, Dương làm livestream, Dương làm còn bạo hơn nữa. Dương nói thiệt á. Nếu mà Dương là nạn nhân của thuyền nhân vượt biển, Dương lên Dương làm còn táo bạo hơn là Dương ngồi đây nữa. Đó. Tại vì quý vị đã cảm nhận được cái nỗi đau đó. Quý vị là nạn nhân, quý vị ở trên tàu lênh đênh bao nhiêu ngày, sống trong cái bóng tối bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu, những cơn sóng dữ nó ập bao nhiêu. Đó, Dương không phải là nạn nhân mà Dương có thể hiểu được. Trong khi quý vị, anh chị và các bạn, nhiều người là nạn nhân. Đó, thì quý vị có khả năng diễn tả lại, nó sâu sắc hơn, nó thực tế hơn. Đó. Còn bây giờ là Dương chị hỏi, bây giờ nói tình hình bệnh viện ở Việt Nam sao, Dương có thể Dương nói trời ơi, đi vô bệnh viện đăng ký khám bệnh gì tao nói ngồi xếp hàng, tao nói hả xếp hàng mấy tiếng đồng hồ đợi nó gọi tới mình, xong rồi tới cái quầy bỏ cuốn sổ vô rồi tiếp tục ngồi đợi tiếp, bắt đầu nó gọi cho mình đóng tiền, mình đóng tiền xong rồi bắt đầu mình tới cái chỗ cái khoa nào xếp hàng tiếp, xếp hàng đợi tiếp, vô khám bệnh xong rồi bắt đầu ra ngồi đợi tiếp lấy kết quả, rồi đi tới khoa này chụp X-quang, tao nói nó phức tạp vô cùng luôn. Dương nói được tại Dương là nạn nhân, Dương là người sống trong cái môi trường đó, Dương nói được. Biểu Dương kể về chuyện hợp thuyền nhân vượt biển, Dương kể không được. Dương chỉ có thể nói một chút sơ sơ và Dương cảm xúc của mình khi nhìn các video clip đó thôi. Chứ Dương không thể nào nói giống như quý vị, quý cô chú, anh chị và các bạn được. Và Dương cũng đã nói rồi, những cái người cô, những người chị, những người bạn của Dương á, và Dương cảm thấy họ rất là yêu nước và họ có đủ cái điều kiện ở bên ngoài rồi. Tại sao họ lại vẫn sợ? Họ sợ cái gì? Ngày hôm nay chúng tôi, những cái người lên đây làm truyền thông, không phải là diễn viên, ca sĩ, mà với cái tình thế nó bắt buộc chúng tôi phải làm.
chứ chúng tôi không muốn lên đây chúng tôi làm vậy đâu. Nó bắt buộc chúng tôi ngày hôm nay phải dùng Facebook cái mạng này để kết nối những cái người trong nước đó, chứ đâu có ai nói giỏi đâu. Dương đâu có qua trường trường lớp điện ảnh sân khấu hay làm qua bên cái MC chương trình gì đâu. Nó mình lên mình nói thì mình nghĩ sao mình nói thôi, mình thấy những cái bất công mình nói thôi, đừng có ngại. Đâu có ai nói giỏi nó hay đâu, ai cũng vậy, lúc ban đầu cũng nói đâu có hay, đừng có ngại gì hết. Vấn đề là ngày hôm nay trời ơi, 100 triệu người mà ngày hôm nay cái lượt xem Dương nói chuyện có cao lắm, cái video clip vừa rồi là có chừng khoảng gần 200 ngàn người xem, mà nó chưa được một phân nửa của 1 triệu nữa. Còn của Dưa Leo nói chuyện thì nó cũng cao nhưng mà cũng chưa có cao lắm nữa đó. Vậy cái số lượng người còn lại họ đâu có biết đâu. Ngày hôm nay một vài người làm không được, phải tạo cái sự lan truyền chứ, nhiều người làm càng tốt. Đừng có lấy lý do, đừng lấy lý do này lý do kia nếu mà muốn Việt Nam tốt đẹp. Quên nữa, có nhiều người nói Dương là cộng sản nằm vùng mới ác chứ, trời đất ơi. Nói Dương xong mà mới ra đây Dương làm, mà Dương Dương mới ra mà Dương làm gì, Dương làm quá vậy, Dương làm dữ vậy. Mà mấy người đó ở đây nữa nè, ở bên Na Uy á, mà họ về Việt Nam họ khen nức nở luôn. Họ về Việt Nam họ nói trời Việt Nam lúc này sướng quá, Việt Nam lúc này đi về đi chơi có ba vũ trường đồ này kia nọ sung sướng quá. Họ bên đây họ làm họ kiếm tiền, họ về Việt Nam họ chơi, họ tới những cái nơi ăn chơi họ chơi không à. Họ đâu có biết dân sống khổ, vô bệnh viện sao xếp hàng đâu, họ chơi được mười mười mấy bữa 20 bữa cái họ qua lại Na Uy họ ở. Họ vô đây họ khám bệnh họ đâu có xếp hàng, họ đâu có chờ đợi đâu, họ đâu có ăn uống độc hại đâu, họ đâu đâu có đi trên cái môi trường họ đi xe máy mỗi ngày đâu. Tao nói ngồi mà nghe họ nói tao nói hả là muốn bỏ đi liền luôn á, có tâm dễ sợ. Những cái người đó lớn tuổi lắm mà nói thiệt, mà Dương nói thiệt mà đừng nói Dương hổn nha, lớn tuổi mà nói chuyện kiểu vậy là Dương cười cho đó, Dương khinh cho đó, Dương nói thiệt luôn á. Ở bên đây kiếm tiền xong rồi về Việt Nam ăn chơi, mà trong khi dân ở trong nước bị cướp bóc bóc lột chết mẹ chết cha, mà về Việt Nam nó sung sướng. Đi về quê coi cầu tiêu á, cầu cá ở ngoài trời á còn đầy luôn. Tao nói bà già thì lụm khụm, còn mấy người mà nói mà ở Việt Nam sung sướng dẻo đó đi nha, về sống đi. Đừng có nói Dương hổn, Dương dữ thiệt đó. Với những thành phần đó là Dương dữ thiệt đó, cỡ tuổi bà nội bà ngoại cũng chửi nữa. Về Việt Nam sống đi, về Việt Nam mà khen á là về Việt Nam sống đi, sống trong đó đi biết. Vậy ở có mười mấy ngày mà qua khen khen, khen nức khen để, khen không gọi là khen lấy khen để á, chạy qua đây ở làm gì. Tôi nhỏ tuổi chứ tôi không có hiền đâu, trời ơi, có con mắt chứ phải biết nhìn phải biết suy nghĩ chứ. Việt Nam hả, tôi nói nghèo muốn chết, nghèo chết mẹ. Ở bên đây kiếm tiền cho lắm vô rồi, Việt Nam ăn chơi trong trên cái sự mồ hôi xương máu của dân nghèo. Tôi lên đây tôi la làng thì nói tôi cộng sản nằm vùng. Có nhiều người ở bên Na Uy đang theo follow tôi lắm, có nhiều thành phần đó đó, nói về Việt Nam sung sướng lắm. Tôi lại mấy bà mấy ông á, nói Việt Nam sung sướng về bển ở đi, bởi vậy cái cơ hội nói tôi cộng sản nằm vùng nữa mà mở miệng ra là khen ở Việt Nam. Vì bản ở đi nha, tôi nói thiệt luôn á, có gan gì bản ở đi coi 1 năm sau chết không. Tức lắm, chị không nổi, tôi nói thiệt á. Tôi có khả năng lên truyền thông, mấy anh chị mấy bà mà chửi tôi có khả năng xuất hiện đi nha nha. Nhìn cái mặt của tôi là lúc nào tôi cần hiền là tôi hiền, mà lúc tôi dữ là tôi dữ. Trời ơi, bất công bao nhiêu là bất công, xã hội bất công bao nhiêu, biết bao nhiêu không. Ta nói hả, ở Việt Nam chết quá trời quá đất, chết gì đâu mà chết. Nói ra cái mấy có mấy người nói trời ơi, ở Mỹ không có chết vì già, không có chết vì trẻ hả? Ở Mỹ không có chết vì đụng xe. Người ta chết mà người ta con số của người ta nó nhỏ nhoi, không có so gì với so với Việt Nam hết á. Làm ơn đi, khôn khôn ra giùm một cái. Tao nói có cái não. Nói chuyện gì mà ngu quá trời. Còn ngày hôm nay video clip đưa lên trên mạng đầy luôn. Người ta đã dẫn chứng rồi, tôi đâu phải là người nói đâu, mà còn bên tôi bên Hồ Chí Minh này kia nọ. Tôi không phải là tôi moi móc lịch sử, nhưng mà hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để mà tìm hiểu, để mà đi con đường tương lai, chứ không phải là tôi bôi móc, là tôi xúc phạm, tôi sỉ vả. Cái bản chất của nó là tôi mục đích tôi đưa lên là để cho các bạn thấy cái sự giả dối, cái sự ngụy tạo. Để mình có những cái bước đi trong tương lai, xác định đường hướng trong tương lai. Trời ơi, ngày ngày các bạn biết tôi đi làm việc từ 12 giờ trưa. Tôi làm suốt, tại tôi làm chủ mà, tôi làm suốt tới 9 giờ tối.
trong những khoảng thời gian mà rảnh rảnh một cái cầm sách đọc, rảnh rảnh một cái lên YouTube tìm tài liệu, gõ gõ mà mòn 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 vân tay luôn á. Tại sao tôi đi tìm, tôi tìm chi vậy, tôi ngồi ngoài đây tôi tìm chi vậy, mệt vậy? Là bởi vì tình hình đất nước quá căng thẳng, tôi muốn tìm nhiều 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 video clip tôi đưa lên để cho các bạn trẻ hiểu, các bạn trẻ biết đâu là sự thật, để có những bước đi đúng, không bị lệch hướng nữa, không bị sai nữa. Chúng ta đã sống trong môi trường đó 41 năm, chúng ta bị tuyên truyền cái sự giả dối. Các bạn bước chân một ngày ra thế giới thôi, bước qua Thái Lan cũng được, bước qua Singapore cũng được nữa, mà bây giờ có nhiều người nói 5-6 triệu không có luôn á. Ở Việt Nam mà 5-6 triệu không có để đi du lịch luôn á. Tôi kêu bỏ 5-6 triệu ra, làm gì có 5-6 triệu mà đi du lịch, ăn còn không có ăn nữa. Cay đắng không? Giàu đó, Việt Nam ổn định lắm đó. Tôi là cái con nhỏ mới ra khỏi Việt Nam 6 tháng thôi. Đừng có qua mặt tôi nói Việt Nam khá giả. Tôi sống ở chổng nè, tôi lăn lộn từ dưới quê lên Sài Gòn nè. Tôi ở Sài Gòn mười mấy năm trời nè. Cái gì tôi không lăn lộn qua. Đừng có mị dân. Rồi những cái video clip tôi quay, mà tôi quay về cái vụ đổi ve chai cũng vậy nữa vô. Trời ơi cái này bình thường mà có gì đâu. Mà Việt Nam có cái nào đâu, có cái chỗ nào đâu, mà người ta đi thu gom chết bà người ta luôn. Có tâm có đức làm ơn mở mắt ra giùm mấy ông mấy bà. Tôi nói thiệt luôn á. Trời ơi, đừng có rửng mỡ đi về Việt Nam ăn sung mặc sướng. Tao nói đem một đống tiền ở bên đây về bên bển ăn xài. Dân Việt Nam tao nói làm bao nhiêu tiền bị cướp mẹ nó hết luôn. Xăng tăng, điện tăng tăng hoài. Trời ơi, bữa hôm qua hôm kia mới nghe được cái tin vậy đó. Cô này là cộng sản nằm vùng nè. Nằm mãi cha của mấy ông mấy bà chứ nằm vùng. Chửi luôn đó. Lên mà nói với tôi vậy nè. Nói tôi vậy xong rồi về Việt Nam khen. Có ngon mà về bên đó ở một năm đi. Rồi khen. Có tiền đem tiền trên bên đây về sử dụng những cái dịch vụ tối tân, những cái hiện đại của đất nước Việt Nam. Còn người dân nghèo người ta nói hả, uống thuốc này kia nọ không có rõ nguồn gốc. Cái tâm để đâu rồi? Lớn tuổi thì lớn tuổi nha, nhưng mà nói đúng thì trọng, tôi kính nể. Mà nói trật nói sai thì đừng có mong một lời nào tôi tôn trọng nha. Trời ơi, tức lắm, nghe tức lắm thiệt á. Các bạn trẻ không biết các bạn hiểu sao chứ, ra bên đây nói tức lắm. Tội, các bạn biết không, ở trong Việt Nam á, là một giờ mà tôi tính bình quân ra á, một giờ có 25.000 hả? Một giờ có 25.000 đồng thôi nha. Một giờ ở Việt Nam bình quân á, một cái người công nhân á, tôi nói vậy còn cao đó. Cái nào mà có ai mà làm lương thấp hơn comment vô. Một giờ 225.000 ra đổ một lít xăng là hết giờ như chắc 18.000. Một lít xăng giờ 18.000 còn nhiêu? 25, 18. Còn lại 7.000. Còn lại 7.000 một giờ đó nha. Giờ nghe tôi so sánh nè. Ở Việt Nam làm một giờ 25.000, đổ một lít xăng 18.000, còn lại 7.000 làm gì? Ở bên Na Uy, cái lương thu nhập bình quân một người lao động bình thường thôi đó, 150 đồng một giờ. 150 đồng một giờ xăng đổ. Tôi được biết hình như gần 1 lít đó, 1 lít hay là bao nhiêu đó. Có 14,5 tôi cho 15 đồng. 1 phần 10 của 1 giờ thôi. 15 đồng. Thì còn lại nhiêu? 135 đồng. 135 đồng đó người ta làm được bao nhiêu chuyện? Còn ở Việt Nam làm 1 giờ đổ lít xăng rồi còn được mấy ngàn nó làm gì? Dân chưa đủ khổ mà mấy ông mấy bà về mấy ông mấy bà khen hả? Dân sung sướng quá, tôi lên đây tôi ngồi làm cái mẹ gì, tôi nói làm chó gì. Tôi nói trẻ em không có được đi học, năm lớp 5, lớp 6 rồi nó nghỉ đầy luôn. Tôi đã sống rồi, tôi đã sống trong cái môi trường đó, tôi mới ra 6 tháng thôi chứ không phải tôi ở đây ngoài đây 6 năm. Trời, nhìn mặt mày cũng đẹp đẽ lắm, đẹp người lắm luôn á, mà thiệt. Mà mình ngồi trước mặt không lẽ mình chửi lại mất công mình hổn. Nhưng mà từ giờ trở đi mà còn nói vậy là chửi thiệt á. Không có nể luôn á. Bởi những cái thành phần đó tiếp tay cho cộng sản nó tồn tại là vậy đó. Người ta điện ổn định, xăng ổn định, không có tăng giống như Việt Nam. Cái xăng điện là cái nhu cầu thiết yếu mỗi ngày của người dân.
Làm gì có chuyện lỗ? Ngày nào cũng có người dân đổ xăng hết, làm gì có chuyện lỗ mà báo lỗ hoài hả? Thấy bất bình thường không? Thấy lạ không? Thấy tức không? Đâu phải như cái quần cái áo đâu mà mua 3-4 tháng sau mới mua một lần thì báo lỗ. Còn này xăng là đổ hoài, ngày nào cũng có người đổ xăng hết. Điện xài mỗi ngày, thậm chí cái nhu cầu sử dụng điện của người ta còn cao nữa. Người ta mua tùm lum hết cho những cái trang thiết bị, những cái đồ dùng ở trong nhà. Càng ngày đời sống của người ta càng có nhu cầu, người ta mua cho thêm để cho người ta sống nó một cách tiện ích, nó thoải mái. Thì ổn định cho người ta chứ cái quái quỷ gì mà một năm tăng xăng, tăng điện, tăng biết bao nhiêu lần. Đất nước người ta ổn định, không có chuyện mà tăng bừa bãi. Mà dân mình cứ im, để cho đè đầu, cởi cổ, nó cắt hết này, cắt hết cái kia, ngồi than. Hỏi sao làm hoài không có dư. Để coi cái Tết năm nay ăn Tết còn tan tành dữ nữa, còn tiêu điều dữ nữa, tiền đâu ăn Tết. Không chừng trên đường đi về quê công an lụm nữa, nó hốt nữa, nó tranh thủ nó hốt mớ tiền nữa. Tháng lương thưởng được đâu đó 4-5 triệu, 6-7 triệu gì đó, 9-10 triệu gì đó. Nó phạt nó giết cho 2 triệu. Nó giết cho 2 triệu. Rồi về còn cho cha mẹ nó quà cáp nữa. Rồi còn chuẩn bị để dành tiền đóng tiền nhà trọ trong thời gian ăn Tết lên Sài Gòn phải đóng tiền nhà trọ nữa. Im lặng đến bao giờ? Đừng có chửi tôi qua, tôi tức lắm. Tôi ở trong đó mà tôi nói thật sự, tại ngày xưa tôi ở trong đó tôi viết bài tôi không lên tiếng bây giờ. Tôi bước ra thế giới nó rõ mười mươi luôn. Nó rõ mười mươi luôn á. Chưa bao giờ mà đường sáng người ta kẹt mà kinh hoàng, người ta bán lên lề. Ngày hôm qua coi tin tức, trời ơi chết, người trong Việt Nam chết nữa. Tai nạn giao thông chết hàng hà luôn. Vô comment của tôi có mấy người liệt kê số người chết vì tai nạn giao thông đó. Chết vì bệnh ung thư đó rồi coi. Trong khi nhiều người cố gắng lên tiếng thì nhiều người ở ngoài đây lại về trong đó khen. Khen mà không dám về, không dám về trong đó ở. Khen mà chạy tuốt ra ngoài đây ở, vì về trong đó 2-3 tuần cao lắm lặng tháng à. Xài hết tiền chạy ra kiếm tiền chạy bển xài tiếp. Mấy ông mấy bà có cơ hội đi sang nước ngoài kiếm tiền thì chạy bển xài tiếp. Còn dân nghèo chúng tôi, dân nghèo ở dưới quê làm gì có cơ hội đi mà kiếm tiền. Bởi vậy phụ nữ, đàn ông, thanh niên gì ở Việt Nam, tuổi lao động đâu có ở Việt Nam bao nhiêu đâu, tìm đường chạy ra ngoài hết trơn. Tao nói cái đất nước thì nghèo mà cái chi phí cái gì cũng cao hết á, mà ở Việt Nam bây giờ là mở miệng ra là tiền không à, sống vì tiền không à. Tại vì bây giờ cái gì cũng tiền hết, cho nên nhu cầu của người ta muốn tiền, nhiều khi người ta muốn đánh đổi luôn cái tình thân của người ta để người ta nhận được tiền, để người ta tồn tại nữa. Trời ơi, tôi ở Việt Nam nhiều khi tôi buồn lắm, ngay cả những người thân của mình mở miệng ra một tiếng tiền, hai tiếng là tiền. Tại sao vậy? Nhiều khi tôi căm thù đồng tiền luôn á. Nhưng mà có người nói bạn chỉ được căm thù đồng tiền khi nào bạn dư giả, bạn kiếm được nhiều tiền bạn mới căm thù. Tôi im, tôi không nói gì được hết. Trời ơi, cái xã hội gì mà đặt đồng tiền cao hơn cái tình con người luôn á. Bây giờ là tiền, nói tới là tiền, một chữ tiền thôi, một cái chữ tình không còn luôn đó. Bây giờ chính đảng Cộng sản làm cho người dân nghi ngờ lẫn nhau. Hàng xóm cũng không còn tin tưởng nhau nữa, bạn bè không còn tin tưởng nhau nữa. Nó làm chi vậy? Nó làm để nó chia rẽ, sẽ sau này người ta nghi ngờ, người này nghi ngờ, người kia nghi ngờ, người nọ, không đoàn kết được. Nó đã có âm mưu nó làm như vậy mấy chục năm nay rồi, mà người dân mình không biết. Và cái âm mưu của nó để sản xuất bia, thuốc lá. Nó đầu độc thanh niên. Cái chiến lược nó đi mấy chục năm rồi, dân mình cũng không biết luôn. Rồi ngày hôm nay nói về những cái chuyện mà đứng lên biểu tình đó, có ông nào, anh nào dám không? Tao nói nó làm thần kinh yếu hết trơn rồi. Nó bỏ chất này, bỏ chất kia vô trong bia còn, trong thuốc lá, bên cạnh đồ ăn độc hại nữa. Còn chuyện tôi kêu quay về lịch sử là để xác định được cái sự thật, những gì các bạn học. Ai đụng chạm tới Hồ Chí Minh gì? Tại vì cái IQ không thật làm chi? IQ viết giả dối làm chi? Viết sai làm chi? Dĩ nhiên phải kêu đi tìm lại rồi. Trời ơi, có người thần tượng gì mà thần tượng thì thôi luôn á. Trời ơi, không được đụng tới Hồ Chí Minh, không được đụng tới Đảng Cộng sản. Nói Đảng Cộng sản cái đá gì nè. Mình không nói tới Hồ Chí Minh mà nói tới Đảng Cộng sản hả, cái quay qua. Không được đụng tới Hồ Chí Minh. Cái nó trời ơi, đụng tới Hồ Chí Minh nào? Cái tôi nói Đảng Cộng sản mà. Ở Hồ Chí Minh là người lập ra Đảng Cộng sản, không được nói xấu Đảng là nói xấu Hồ Chí Minh. Trời ơi, tôi lạy mấy thánh luôn á, thần tượng cái gì mà thần tượng dữ vậy?
cơm không có ăn, quần không có mặc, dép không có để mang đi, mà thần tượng. Thần tượng đi là kéo cả lũ, kéo cả nước đi xuống núi xuống hố luôn. Xã hội chủ nghĩa là gì? Chủ nghĩa xã hội là gì? Đó. Bây giờ nhìn đi, lên trên Google thống kiểm tra cái con số liệt kê, nên chẳng người ta liệt kê thống kê con số. Việt Nam là một trong những nước mà có lượng tiêu thụ bia hàng đầu thế giới. Đó, một Việt Nam là một trong những nước có lượng tiêu thụ mì tôm hàng đầu thế giới. Việt Nam là một trong những nước có một cái lượng xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới với cái giá rẻ hơn thế giới. Xuất khẩu gạo nhiều lắm nhưng mà cái giá thấp chủng, mà chất lượng gạo Việt Nam đâu có đâu. Mà trong nước cái kênh truyền thông trong nước ta nói hẳn nó tân bốc, ta nói nó nâng lên tới trời luôn để cho người dân ảo tưởng sức mạnh. Mà bước ra thế giới ta nói y như là Việt Nam giống như con cóc ghẻ vậy đó. Thế giới giống như con thiên nga vậy đó. Đó là sự thật. Tại sao tôi lên tiếng mà nhiều người ủng hộ? Bởi vì tôi muốn nói sai. Còn những người chửi tôi là du luận viên, nó đâu biết gì đâu. Trời đất ơi, chịu gì nổi. Bữa nay là có người chọc cho tôi tức á. Trong khi ở Malaysia, Hàn Quốc, người ta đồng lòng, người ta đứng dậy, người ta biểu tình. Người ta cả nước người ta biểu tình trong vòng có mười mấy ngày thôi là bắt buộc chính phủ phải đầu hàng. Bắt buộc là người lãnh đạo phải trả lại, phải trao cái quyền nó lại cho người dân. Là đất nước của người ta đồng lòng. Còn đất nước mình, người ta làm cái người này làm cái người kia ngồi, người kia người này làm cái người kia ngồi, cứ thông thả như vậy. Mà trong khi cái quyền lợi đó là quyền lợi của tất cả mọi người trong một cái đất nước đó. Các bạn hãy nghĩ họ làm trong đó có con cháu và các bạn có trách nhiệm. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp chứ. Ai mà dưng cái miếng ngon đó mà dưng lại tặng miệng. Đó, miếng ngon dân tặng miệng đó là hàng Trung Quốc đó. Hả hồng ra ăn đi rồi cho chết cha chết mẹ hết luôn. Mấy đời con cháu sao bị quỷ dị tật quá thai. Mà tôi nói thật á, nói thật, tôi xin lỗi luôn những người ở trong đây, những người lớn ở trong đây á. Dương nói thật, Dương xin lỗi. Tại sao những cái người mà họ lớn rồi nè, Dương thấy họ lớn rồi đó, họ 60 tuổi rồi đó, mà họ về họ Việt Nam họ khen mà sao Dương cũng không hiểu nữa. Mà họ ở đây cũng lâu rồi, có ai trả lời cho Dương nó biết được không? Họ đem tiền về họ khen Việt Nam thế này, họ khen Việt Nam thế kia, mà dân khổ chết bà. Dương trong nước Dương mới bước ra mà họ về họ khen. Trả lời cho Dương biết họ thuộc thành phần nào đi. Họ khen Việt Nam nức nở mà họ nói mình là cộng sản nằm vùng. Bây giờ Dương không có khe cộng sản nằm vùng hay là cái này cái kia vậy đó. Quan trọng là ngày hôm nay người dân trong nước phải đứng lên. Không có ai thay người dân được hết trơn. 100 triệu người thì ít nhất trong cái cuộc biểu tình phải có tệ lắm. Ở Sài Gòn và các cái tỉnh, ví dụ như ở Sài Gòn và Hà Nội là những cái nơi lớn, thì đổ xuống càng đông đi. Làm tê liệt cái hệ thống công an, hệ thống giao thông này kia nọ, làm tê liệt trong thời gian dài là mọi chuyện được hết à. Tôi không có ý phản động. Phản động là mấy cái cha ông nội mà ở trên á, mấy người mà không đứng lên biểu tình, mấy người không đứng lên mà đòi quyền con người là mấy người chết á. Tôi khỏi về Việt Nam nữa, suốt cuộc đời tôi khỏi về luôn. Rồi con cháu của anh chị quý vị á sẽ sống trong tăm tối. Tôi đâu có cần đâu. Tôi ở châu Âu này, tôi ở Na Uy nè, xung quanh khu vực Na Uy, khu vực châu Âu này tôi đi được 30 nước, không cần xin visa. Trời ơi, đi sang các nước kia chơi còn sướng hơn nữa. Về Việt Nam có nhiều người về Việt Nam ăn này kia nọ bị tai nạn đụng chết. Nó phải chảnh nó thiệt luôn á. Bây giờ tôi lên tiếng cho các bạn mà các bạn không hưởng ứng. Và nhiều người lên tiếng rồi, ví dụ trong nước có dưa leo họ nói rồi. Tại vì dưa leo ở trong nước, dưa leo không có nói giống như tôi được. Mới nói sơ sơ vòng vòng ở ngoài thôi á, mà bị lụm lên đồn rồi, lên phường rồi. Đó, rồi Lisa Trang, Lisa Phạm Trang Lê, rồi Jenny Trần, đó, rồi Say Khói, Thanh Luân, đó, Mã Tiểu Linh. Tự nhiên ghi xong, tự nhiên chúng tôi lên tiếng. Bởi vì chúng tôi thấy được những cái điều bất công. Chúng tôi thấy được những cái mối nguy hiểm. Chúng tôi lên tiếng.
chứ không không tự nhiên lên tiếng đâu. Sao tự nhiên quý vị có đặt câu hỏi, những người bạn trẻ trong nước còn nghi ngờ đó, có khi nào đặt câu hỏi ủa sao mà mấy đứa người này lên tiếng vậy vậy không? Bởi vì những cái người này ta đã đi nước ngoài rồi, giống như dưa leo á, nó đi nước ngoài nó thấy nó là cái người có tâm đó, thật sự luôn á, nó là một cái diễn viên hài độc thoại mà nó là một cái đứa có tâm, nó bị tai, nó bị có tật này kia nọ, nhưng mà người ta có tâm lắm, người ta làm, người ta xoáy những cái vấn đề xã hội không à. Còn những cái ông giống như Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng đâu dám nói không, người ta không có dám nói, bởi ra nước ngoài bị tẩy chay đó. Nên nước ngoài có nhiều nước, có nhiều quốc gia như Mỹ này kia nọ, đâu có muốn đón Đàm Vĩnh Hưng qua đâu. Ở trong nước thì thật là thần tượng, nhưng mà ra nước ngoài đâu có ai thèm đâu. Chị đọc thông cáo rồi, chị đọc thông cáo của em ở trên rồi đó Thiên. Ngày hôm nay thì ngày cuối tuần thứ bảy thì Dương cũng làm muộn hơn xíu, thì Dương cũng muốn dành thời gian quý đến nói chuyện với quý vị anh chị và các bạn, nhất là những người bạn trẻ. Thật sự luôn á, Dương muốn nói chuyện với những người bạn trẻ, Dương muốn được kết nối với các bạn để tạo một sức mạnh. Tại vì á, ngày hôm nay những cái người lớn thì họ cũng đã lớn rồi, họ về cái sự dẻo dai, về sức khỏe thì họ không thể nào so với chúng ta được. Chỉ có những cái người trẻ chúng ta thôi, chúng ta có thể, chỉ có chúng ta mới làm nên cái sự thay đổi đó. Thì mong rằng những người trẻ hãy đi tìm hiểu, vì thời gian nó không có còn nhiều nữa, hãy đi tìm hiểu. Và chúng ta có thể liên đới đến tình hình xã hội Việt Nam hiện tại. Nếu như nó tốt thì chúng ta đã không có lên tiếng như thế này. Nếu nó tốt thì người dân sẽ không có sống trong cái cảnh mà ăn đồ ăn không dám ăn, ra đường không biết chết lúc nào, rồi hả ra đường không biết bị cướp giật ra lúc nào, không biết bị đâm chết lúc nào, không biết bị công an thổi lúc nào, nói chung nhiều lắm. Thì những người bạn trẻ chính là lực lượng tiên phong. Dương mong muốn rằng ngày hôm nay Dương sẽ gặp và kết nối nhiều người bạn trẻ lại với nhau. Tại vì Dương là người trẻ, đại diện cho những người trẻ. Thì cái ngày 19 tháng 2 sắp tới này, Kiều Ngọc là một cái luật sư ở bên Úc, họ sẽ sang bên Pháp và sau đó họ sẽ qua bên Na Uy. Thì Dương cũng sẽ có một cái cuộc gặp với cái chị Kiều Ngọc này, một luật sư trẻ ở Úc. Đó. Thì nếu như người nào mà muốn biết thông tin về chị Kiều Ngọc thì có thể lên trên YouTube gõ Kiều Ngọc thì sẽ ra được cái thông tin của chị ấy. Đó. Thì Dương sẽ có một cái buổi gặp với chị Kiều Ngọc và những cái người bạn trẻ ở Na Uy. Khi nghe do cái thông tin này thì mong rằng là cái ngày 19 đó sẽ cùng đến cùng với chị Kiều Ngọc và với Dương có những cái buổi hội luận cho những cái vấn đề ở trong nước rất là cần thiết. Những người trẻ bên trong đang cần và đợi chúng ta, và những cái người ở bên ngoài cũng phải cố gắng để làm sao giống ra một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa. Còn những cái người mà già già lớn tuổi á, nói Dương là cộng sản nằm vùng á, thì gặp mặt Dương nói chuyện trực tiếp nha. Còn về Việt Nam mà khen khen mà trước mặt Dương, nghe là Dương không có nể nang một từ một ngữ nào đâu á. Dương nói thiệt, tại vì ngày hôm nay Dương đã chấp nhận lên đây, Dương lên tiếng rồi thì Dương chấp nhận đương đầu hết những cái dư luận, những cái lời nói của người ta. Dương không có chấp nhận cái chuyện mà dân thì sống khổ mà hả qua bên đây khen lấy khen để rằng là Việt Nam tốt lắm này kia nọ, rồi qua đây làm kiếm tiền sống sung sướng mặc dân sống khổ. Dương không có chấp nhận điều đó. Rồi ngày hôm nay thì cái cuộc nói chuyện của Dương dừng lại ở đây nha, cũng gần một tiếng đồng hồ rồi. Dương chào anh chị, chúc cô chú anh chị và các bạn, những người có cùng lý tưởng với Dương, một cái ngày cuối tuần thật là ý nghĩa, và chuẩn bị tinh thần cho một cái cuộc chiến, một cái cuộc nổi dậy dành cái quyền con người, cái quyền dân chủ. Còn những cái tên lựa dư luận viên khỏi chào luôn.